nữa. Một em. Một em rơi ngay tại chỗ rồi, không có bay rồi. Con đầu tiên. Đâu rồi trời? Đây rồi. Con này chắc mình nghĩ xiên ngực quá. Đây. Từ bên này luôn. Xiên sang bên này. Nay mình xài vẫn là tuna báo đen V3 0.5 khổ 11-17 250 kéo full bắn 18. Nổ ấm. Nổ ấm. Rơi rơi rơi. Ôi tao nướn. Vào đi vào đi vào đi. Ôi trời ơi. Ôi ôi. Ăn điên rồi. Nó cùng đẩy khó khăn rồi. Nó chạy được một nước luôn. Nó vùi rồi, nó vùi toàn dữ. Hôm qua trời mưa thì sao đẩy lắm anh em ạ. Thấy không? Đâu? Đây. Đây. Tiếc quá. Tiếc có anh em, con bìm bịp mà bắn nó ôm bì, nó rúc vào những cái bụi này thì thua luôn. Này hai bác cháu mình mới lại có thời gian rảnh đi săn để làm clip anh em coi. Giờ này nó cũng khá là nắng rồi, 7:30 8 giờ rồi. Đó. Đây ông cháu đây. Xin chào các bác nha. Nâu nắm rồi mới lại dẫn ông cháu đi. Thời tiết này mấy tháng này thì nó chiều chiều nó mới hay mưa, hy vọng nó sẽ không mưa. Và buổi trưa nếu mà hai bác cháu đói ấy, thì là sẽ nướng chim ăn no cái bụng đã. Rồi, let's go nhé. Nượm. Lớp. Nượm hàng nữa. Ở đây xin con cu á. Ủa nó đâu vậy trời? Đây. Đây này anh em. Ngay chỗ. Úi giời, xiên cỏ. Đó. Tiếp tục nhé. Nửa âm. Nửa âm. Ngay đầu. Còn đấy thì rơi thẳng rồi anh em ạ. Từ đây vào đấy chắc phải độ tầm 40-50 mét. Nghe cóc một cái đành như thế mà. Còn đấy thì khỏi nổi rồi. Buổi sáng ra lại càng ngốc ngốc cái đầu à. Đây à. Ui trời ơi, ở trong này nó còn toàn à. Có voi. Đây, thịt nhác ngày ngoài. Ồ, nó to chứ. Nó to anh em ơi. Ngày táo. Ngõm ngay. Ngày táo. Rồi, tiếp tục nhanh nhé.
Rồi còn 3 con ở bên này nữa, 4 con, 5 con ở bên này nữa. Viên. À, đi săn đấy này, tư thế nó lại khác so với cái tư thế bắn bia ở nhà chứ. Đấy, 7 viên. Tư thế cứ vậy khom 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 khom. Nó đâu như là tư thế ở nhà bắn đứng thoải mái đâu. Vẫn còn 3 con nữa. Rồi bay hết rồi. Quá chán anh em ạ. Đây này, bắn qua khe đây này. Đây này. Thấy chưa? Xuống. Rơi. Rồi rơi rồi đấy, rơi. Nện ra 5 viên nữa đi. Còn đây đậu 5 phút nữa còn keo ngõm. Thôi thua. Ê không chết nhỉ. quá là chán. Thôi, nó nhảy xuống dưới rồi. Chết chưa ta. Đấy, vẫn còn đấy, vẫn còn cơ hội nượm đấy. Vẫn còn cơ hội nượm. Thấy không? Nó nhảy sang bên này mà sao lại không thấy gì? Vất lắm. Nó phi như con ếch. Kìa kìa, nó chết kìa kìa. Đâu? Kìa. Kìa, thấy không? Bằng vạn kìa. Chết luôn trên cây rồi kìa. Sang bên này sợ không trông thấy chứ. Nó rậm rạp. Vô đây mà có ông thì toi. Giòm đã, ong là nó hay nằm ở đây nóng đây. Đây rồi anh em. Đây, xiên nách. Từ bên này này, xiên sang bên cánh này luôn này. Chết ngắt. Rồi, tiếp tục nhé. Mày bay không? Ai cần ngó hả em? Ngó này. Ngó này. Ý trời. Có móc chứ. Đâu vậy trời. Đây à. Lấy cái cần câu. Ủa, hai cái móc nữa lại ở một bên chứ. Chết ngắt rồi à. Đâu? Ngay đầu. Ấy ấy đừng dưới nhé. Nộm hàng. Tiếp tục nha anh em.
Đâu rồi? Con đây điện này này. Đâu? Đâu? 1, tới nhau 1, 2, 3. Vướng cây thân nông xuống. Xuống. Vào đây, xuống đấy rồi để bắn nút cái con kia đi. Còn con kia nhớ nhớ cái chỗ ấy đấy. Nhớ đấy. Xa chứ. Quá xa luôn chứ. Chết ngay không trời. Đừng có nổi nhé. Đây rồi. Nặt ngỡ luôn à. Ui xài xài. Xin ức luôn. Đây mình vừa ra mua quả dưa hấu này. Mới mấy quả dưa neo. Một ít than đây. Than để ở đây, nướng ở chỗ này này. Dưa để ra đây. Nắng quá nắng rồi. Ông cháu mới đang đi kiếm cái cành để sâu chim, nướng chim nướng mọi. Đây, ớt đây. Chanh, ớt đây. Muối đây. Đó. Quá tuyệt vời. Đây, sau khi hai bác cháu khoảng độ tầm 40 phút cũng đã nướng xong mấy con chim rồi. Giờ nó đói quá đói rồi. Ăn nóng ngọt nhỉ, đúng không? Đây. Đây. Mình sẽ thử cái đùi trước nhé. Mời tất cả anh em. Đói quá đói rồi. Ăn nóng nướng mọi nó thơm lắm. À, cay quá. Cánh này. Quá trưa sang chiều rồi, 12 giờ mấy rồi. Quá đã. Đây chơi luôn cá nòng ruột nhé. Nhưng mà nó nóng lắm. Nó nóng ăn mới thơm. Mời tất cả anh em nhé. Ngon không? Mời các bác nha. Con thì không ăn được cay. Đồng ý. Ừ.
ăn móng nó đã. Dạ. Yeah. Lâu lắm rồi không ăn lại. Có không? Ngọt thì lắm rồi. Ấy là bác cái này đây. Nó nóng rồi. Nóng quá nóng. Quên, lấy ca nước. Rồi lấy ca nước rồi. Đang đói. Ăn quá sướng. Ngon.